Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các thầy cô giáo và 23 triệu học sinh sinh viên trong cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn ngành giáo dục nước nhà hãy đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết hội 13 của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng vào phát triển con người toàn diện cả năng lực và phẩm chất, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới, đồng thời tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với từng loại hình đào tạo, sắp xếp lại hệ thống trường học, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách, bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng những thành quả tốt đẹp của nền giáo dục nước nhà, nghiên cứu để hoàn thiện ổn định hệ thống sách giáo khoa và chế độ thi cử ở các cấp học. Chủ tịch nước cũng đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ khâu then chốt là chính sách đãi ngộ, cải thiện mức sống và chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là bổ sung đủ biên chế giáo viên trong giai đoạn từ nay đến năm 2016 theo đúng kết luận của Bộ Chính trị.